Đến cái tuổi già hàng cái tự nhiên mình lấn cấn hết chết. Bây giờ mình làm, mình lo cho con cái mình hết. Vì tới năm 60 tuổi mình không đi làm nail được nữa. Mất bờ đi tay nó không đi. Nhưng mà lúc đó chị vẫn có tiền hưu của chính phủ chứ. Năm 2031 là theo thống kê đó, mà những người mà hiểu về tài chính đó, mà research kỹ lưỡng mà bài bản đó, là không còn một đồng xu nào để mà provide cho những người làm bác sĩ. Đừng nói là mình làm ngành nail nha. Vậy hả? Những người làm bác sĩ, những người làm kỹ sư, những người làm cho mấy cái hãng W2 á, họ nghĩ là tới lúc đó là bắt đầu có đủ security income. Mỗi tháng nó gửi về 3-4 ngàn mỗi tháng, họ có tiền họ xài. Nhưng mà em nói tới năm 2031 là nó không còn quỹ tiền đó nữa. Tại vì Mỹ hiện tại bây giờ cái công nợ của nó, cái đồng hồ nợ á, nó lên tới 31 trillion dollar debt. Nó bây giờ là nó còn lo chưa đủ cho nó hết. Chưa nói tới những cái người mà lớn tuổi già đó, rồi bắt đầu có biết bao nhiêu cái social security income rồi này nọ, là nó không còn tiền nữa. Cho nên cái pension fund ngày xưa là những người mà làm ta nghĩ là nó có, bây giờ không còn nữa luôn. Em nói tới năm 2031 là không còn tiền nữa, thì tới đó là chị đã qua cái năm 8 năm nữa là 2031 rồi. Cho nên nhiều lúc mình nghĩ đừng trông đợi chính phủ. Tại vì khi mình trong đời chính phủ chẳng khác nào là mình đang chờ một cái gì đó mà nó rất là mơ hồ. Thà mình làm chủ cái tài chính của mình để dành vào những cái công ty mà thật sự có lịch sử tồn tại 175 năm. Thì như vậy thì mình biết ok, cái này là cái chắc cú đây. Còn chính phủ mà nó có, đó là có cái vấn đề thêm, nhưng mà em nói nó không có tiền đó đâu. Cho nên là nó sẽ out of cái fund đó để nó provide cho cái vấn đề mình đóng thuế. Huống chi trong ngành nail của mình cũng có đóng thuế nhiều đâu. Mình lãnh cũng thuê nai thì nai không mà mình cũng... Chị làm W2 đó. Nếu mà chị làm W2 đó là chị đặc biệt thuộc dạng là giống như là khoảng 10-20%, chứ đa phần hiện tại trong ngành nail của mình á, họ cũng lãnh thuê nai thì nai hết. Rồi họ cũng chia khoảng chừng em nói 40 rồi 60% tiền mặt nữa. Nhưng mà cho dù đóng W2 em lo lắng là cái tiền nó sẽ mất đi cái phần đó. Nhiều người Việt Nam mình cũng chưa tìm hiểu cái thông tin này. Cái ông mà làm ra cái viết ra cái cuốn sách Cha Giàu Cha Nghèo á, ông nói rất là rõ pension fund của Mỹ là bị stolen ngay lập tức rồi. Năm 2031 là Mỹ nó không còn cái fund đó để mà nó cung cấp cho cái W2. Bởi vậy mình phải lo. Bây giờ chị hỏi như em là em không có bao giờ mà em trông đợi cái tiền đó hết trơn. Thì chị đâu biết, thì chị đang nghĩ chị đi làm thì giống như mình đóng thuế. Thì tự nhiên khi mình tới già là mình phải đến tuổi hưu trí là mình phải được chứ. Lời khuyên của em là nên bắt đầu dành dụm đồng tiền của mình. Tức là khi mình đi làm 5.000 hoặc là mình làm 10.000, mình để nhất tối thiểu là 10-20% số tiền đó vào trong cái quỹ dành dụm của mình. Và cái quỹ dành dụm này của mình á, là bắt đầu mình phải tìm hiểu xem coi nó đẻ ra cho mình bao nhiêu tiền. Đừng có để vô tiền trong nhà băng, đừng có để tiền ở nhà, mà mình để vô một cái quỹ nó cho mình chấm lời từ 6-10% để cái đồng tiền của mình nó làm lợi theo thời gian. Và đến cái tuổi hưu trí mình rút ra, mình không đóng thuế nữa thì nó vô cùng tuyệt vời. Thì cái chương trình mà chị tham gia đó, nó có được cái quyền lợi khủng khiếp đó, ngoài cái vấn đề bảo vệ mình ra. Cho nên hôm nay em nhắc lại cái ý này, nó vô cùng quan trọng. Cá nhân của em cũng vậy, 3 đứa con của em cũng vậy. Em tham gia cho tụi nó hết cái chương trình này. Bởi vì sao? Bởi vì đó là một trong những cái kế sách dành dụm tiền vô cùng tuyệt vời. Để vô nó vừa an toàn, vừa có bảo vệ, mà nó vừa làm lợi cái đồng tiền của mình. Để sau này mà em lớn tới 50-60 tuổi hoặc là chị cũng vậy, không cần phải mệt mỏi con cái của mình.